Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Nhà Doraemon em ơi, nhà Doraemon em ơi. Em ơi. Chưa. Còn thằng nữa. Ủa chính kìa. Tôi nó. Xong hai bé nhá. Mất máu kìa. Bắt đầu. Mất. Có mất máu vừa mất một máu. Rồi, một người làm xuống. Từ. Ta đến ném bom. Đi ra. Ném đi. Anh thoát được mà. Ném sao bên này không có xem lắm mồm. Cả hai. Từ từ luôn rồi, hai xe. Xong. Một xe. Đó. Thì ra chỉ là một con bot mà thôi anh em ơi. Mà dù nó có làm con bot đi chăng nữa thì nó cũng đóng góp cho mình một mạng rất là easy như vậy. Thì tội gì mà không chơi. Ủa, có tiếng chân. Đi chết đi. Đó, anh em thấy chưa? Anh em thấy tốc độ táp của mình với khẩu súng M16 nó có chuất không? Tí nữa mình sẽ chỉ ra một số những cái sai lầm của anh em khi mà anh em tập táp về khẩu súng M16. À, chính xác hơn là tập bớt anh em ạ. À. Ui, anh em kìa. Đông chưa? Rambo này. Nào. Đừng có KS mạng của tôi chứ bấy bề. À. Đứng nhìn. Bót rồi. Bót rồi. Đó, các bạn thấy M16 của mình đạn nó trôi ra có nhanh không? Cực nhanh luôn. Ui, trong bốt cam căng. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy bạn rồi. Đó. Lên bảng đếm số luôn. Riêng với M16 thì mình ưu tiên lắp sao. What the hell? Holy shit. Hai bạn này. Thôi, đấy. Tôi cho các bạn gọi là đau bụng cho đến chết luôn. Nào, đồng đội của các bạn ấy đâu rồi? Không ra đây để cứu bạn à? Bạn bè như thế này thì chết. Bạn bè như thế này thì hỏng hết anh em ạ. Bạn bè như cái bẹn bò. À đây rồi. Chạy đi đâu? Ôi dồi ôi, đằng sau cũng có người nữa này. Sao nó đông thế nhở? Đúng là trong khu bốt cam này nó khu rất nguy hiểm luôn. Đây rồi. Ơ, có tiếng. Ui dồi ôi, tí nữa là xấu hổ với tổ tiên rồi. Ơ, vãi nồi chim mén. Không có cái gì có thể dễ hơn được cái pha đấy nữa anh em ạ.
mình vẫn đang nghĩ là trong bốt cam này có người đấy. Thế mình sẽ phải cẩn thận. Thanh niên kia vẫn bò à? Để mình giải thoát cho bạn ấy luôn anh em ạ. Chứ nhìn bạn ấy bò mà thấy tội lỗi quá. Thôi có lẽ là mình sẽ phải chạy bò thôi anh em ạ. Vòng bò nó đến rồi, chạy thôi còn kịp. Đó, anh em có thể thấy mình bớt cái khẩu súng M16. Úi ôi, hú hồn con trồn còn nguyên. Nào, đi chết đi. Đi chết đi. Ok, bốc hơi rồi. Khói xanh và hòm gỗ 6 mảnh hân hạnh tài trợ cho bạn chương trình này rồi. Vẫn đang nhấp nhấp ở cái hòn đá đấy. Ok, thế thì là áp dụng đúng cái gọi là một trong những cái nguyên tắc của mình, đó chính là chúng ta không lên ở quá lâu một vị trí để bắn đối phương, và các bạn sẽ phải luôn di chuyển và nhớ là phải ghi nhớ cái vị trí của đối phương. Đó, như thế này này. À, bạn ấy cầm chắc cái chết rồi này. Ồ, có tiếng chân ở trong nhà. Ra đây, come on baby. Đây rồi. Và như thế là em đi. Vâng, cụ đi chân lạnh toát. Có phải đồng đội của bạn này không? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Chạy đi đâu con sâu. Có tiếng chân ở bên ngoài nữa. Vào đây đấy. Đây rồi. À, thanh niên chờ mình mở cửa để đi ra. Ui, tí nữa là vỡ mồm con chó sồn rồi anh em ạ. Nguy hiểm thật. Vẫn còn tiếng chân này. Nào, vào đây mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở ra. Mời bạn đến chơi nhà. Bạn đã được học tác phẩm mời bạn đến chơi nhà chưa? Đây rồi, có tiếng chân đây rồi. Đi ỉa đi. Đã chơi game mới đi. Đấy. Nhưng mà từ từ đã. Rồi, ok. Mình sâu cái đấy nó không, cũng không có tác dụng nhiều đâu. Nhưng mà qua cái đấy thì mình nhận ra được là cái độ quan tâm của các bạn với cái Sensi ấy, nó chỉ dừng lại ở mỗi cái, đó chính là làm sao để kiếm dân tốt thôi. Mà các bạn quên mất là làm sao để có thể quay cái nhân vật của các bạn một cách chuẩn nhất và đúng cái ý của các bạn nhất, thì các bạn lại dường như bỏ qua cái đấy. Ok, đấy là tất cả những thứ mà mình muốn nói với anh em ở cái video clip này. Mày đùa với cả Linh ra rùa này.